nhiều vũ khí khí tài chiến tranh được gấp rút đưa sang Đông Dương. Những lực lượng tinh nhuệ từ Pháp, Tây Đức, Bắc Phi, Nam Triều Tiên cũng kéo đến. Đặc biệt, Nava đã dùng mọi thủ đoạn xảo quyệt và tàn bạo để ra sức phát triển ngụy quân, tiếp tục chính sách thâm độc cổ truyền, dùng người Việt đánh người Việt. Kế hoạch Nava quả đã gây cho ta những khó khăn mới rất lớn. Tình hình trở nên nghiêm trọng. Việt Bắc, căn cứ địa hùng vĩ và thần thánh của cách mạng, nơi mà Trung ương Đảng, Chính phủ, Hồ Chủ tịch trong những năm kháng chiến vẫn hằng theo dõi và chỉ đạo các mặt hoạt động của toàn dân ta. Việt Bắc, nơi mà ở đâu u ám quân thù, trông về Việt Bắc phụ hồ sáng soi. Ở đâu đau đớn giống nòi, nhìn lên Việt Bắc mà nuôi chí bền. Bộ Chính trị đã họp và đề ra những nghị quyết rất quan trọng. Về chính trị, tiếp tục phát động quần chúng triệt để giảm tô, thực hiện giảm sức, tiến tới cải cách ruộng đất, bồi dưỡng lực lượng cho cuộc kháng chiến lâu dài. Về quân sự, sau khi nghiên cứu tình hình ta địch, Bộ Chính trị đề ra phương hướng chiến lược hết sức đúng đắn là tập trung lực lượng, tấn công vào những hướng quan trọng về chiến lược mà địch tương đối yếu, nhằm tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng đất đai, đồng thời buộc chúng phải bị động phân tán lực lượng đối phó với ta trên những địa điểm xung yếu mà chúng không thể bỏ, tạo điều kiện thuận lợi mới để ta tiêu diệt thêm sinh lực của chúng. Nắm vững phương hướng chiến lược đã nói trên và phương châm tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt, kế hoạch tác chiến Đông Xuân của ta như sau. Tại chiến trường miền Bắc, hướng chính tấn công Tây Bắc, tiêu diệt địch ở Lai Châu, giải phóng Tây Bắc. Hướng phụ, phối hợp với quân giải phóng Pathet Lào tấn công vào Trung Hạ Lào. Đồng thời, Bắc Bộ đẩy mạnh chiến tranh du kích để phối hợp. Tại chiến trường miền Nam, ở Liên Khu 5, tấn công lên Bắc Tây Nguyên. Ở Nam Bộ, đẩy mạnh chiến tranh du kích và ngụy vận. Đồng chí Nguyễn Chánh, bí thư đảng ủy Liên Khu 5 cũng ra Việt Bắc nhận chỉ thị của Trung ương. Trung ương Cục Miền Nam dưới sự lãnh đạo của các đồng chí Lê Duẩn, Lê Đức Thọ, Phạm Hùng đã mở hội nghị bàn kế hoạch tác chiến ở Nam Bộ. Với lòng yêu nước nồng nàn, với chí căm thù sâu sắc, nhân dân Nam Bộ đã nô nức phá đường, đắp cản trên sông, chặn bước quân thù. Nhân dân cả nước sôi nổi chuẩn bị với một niềm tin tất thắng. Nông thôn vùng lên bước vào cuộc cách mạng ruộng đất, long trời lở đất. Mơ ước nghìn đời của nông dân được xóa sạch nợ nần và làm chủ ruộng đất đã được đảng đem lại trong ngày hội cắm thẻ nhận ruộng tưng bừng. Cùng lúc ấy, con em ưu tú của họ trong quân đội cũng hăng hái bước vào cuộc chỉnh quân chính trị chưa từng có. Những buổi kẻ khổ, khi thì lắng trong đau thương uất hận, khi thì vang dậy tiếng thét căm hờn.
mối thù giai cấp khắc sâu trong tim các cán bộ và chiến sĩ. Chưa bao giờ họ thấy được Đảng trao cho một thứ vũ khí tư tưởng sắc bén và mạnh mẽ như vậy. Rũ bùn đứng dậy sáng loà, họ say sưa luyện tập, dồn cả tâm hồn và ý chí vào lưỡi lê nhát cuốc. Họ náo nức chuẩn bị chiến đấu tỉ mỉ và đầy hào hứng, như đi vào một ngày hội lớn, ngày hội của những người bị áp bức vùng lên đòi nợ máu với quân thù. Đến như vẫn thường đến với đàn con yêu quý trước mỗi mùa chiến đấu. Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, cũng đã tới trực tiếp bồi dưỡng cho quân đội chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Họ nóng lòng chờ đợi lập công, những tấm lòng sục sôi trào qua ngọn bút thành những lời quyết tâm sắt đá. Chi bộ Đảng họp, những cánh tay trung kiên thề trước cờ Đảng hứa hẹn tất cả vì Đảng, vì giai cấp, đã làm bật lên hàng rừng cánh tay thép của toàn đơn vị tuyên thệ dưới cờ thi đua nhận lấy những nhiệm vụ khó khăn nhất. Ngày 15 tháng 10.